Vào dịp cuối tuần không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên các con phố khắp nước Mỹ. Nhiều gia đình mở cửa gara nhà mình, bán các món đồ cũ còn tốt nhưng không sử dụng nữa cho người qua đường, với mức giá phải chăng khoảng vài đô la cho mỗi món. Người ta có thể tìm thấy ở đây đủ mọi loại hàng hóa, từ quần áo thời trang cho tới đồ gia dụng hay thậm chí cả đồ nội thất và sách vở cũ. Vì thế đi gara sale để tìm cho mình một món hàng ưng ý giá rẻ đã trở thành một sinh hoạt quen thuộc đối với rất nhiều người Mỹ trong dịp cuối tuần rảnh rỗi. Hôm nay tôi mua được 3 cái vali để chuẩn bị về Việt Nam thì cái giá rất là rẻ được. Tôi vừa đi nha sĩ khi ngang qua đây và nhìn thấy những thứ này có vẻ khá hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu nên ghé lại xem có gì mua được không. Tôi rất thích mua đồ giá rẻ thế này vì cả người bán và người mua đều được lợi. Không biết việc mua bán gara sale đã xuất hiện tại Mỹ từ bao giờ, nhưng nó cho thấy đời sống dư thừa của nhiều hộ gia đình khi rất nhiều món hàng họ mua về mà có khi không bao giờ sử dụng tới, và tất cả sau đó được đem bán ở gara sale. Trên thực tế, không chỉ có người nghèo đi gara sale hàng tuần, mà rất nhiều người khác cũng tới với gara sale vì coi đây là một thú vui cuối tuần. Cũng có nhiều người khác tới với gara sale vì những mục đích từ thiện khác nhau của cộng đồng. Tụi này kêu gọi đó thì là họ đem đến, xong rồi Nhà Việt Nam bán lại với một cái giá rất là rẻ cho những người đồng hương hay những người đi ngang đây mà họ thấy những gì họ cần thiết. Sau đó Nhà Việt Nam dùng những số tiền này làm những cái việc mà đầy ý nghĩa khác, cũng như những chương trình thứ nhất là Feed the Homeless cho những người vô gia cư. Trung bình mỗi lần mở cửa gara bán đồ cũ như thế này, mỗi gia đình cũng thu lại từ vài chục cho tới vài trăm đô la từ những thứ không sử dụng nữa. Ngược lại, đối với những người đi gara sale thì ngoài việc thư giãn giải trí, họ cũng có thể tìm thấy những món đồ hữu dụng với giá rẻ hơn rất nhiều so với việc mua tại các cửa tiệm. Còn đối với các tổ chức từ thiện thì việc thu gom những món đồ cũ không sử dụng nữa từ các gia đình để mở cửa gara sale mỗi tuần cũng là một nguồn kinh phí đáng kể phục vụ cho các hoạt động từ thiện.